Xin chào tất cả các bạn, này là Kelly đây. Hôm nay Kelly sẽ chỉ cho các bạn cách làm gel gum làm sao cho móng mình nó vừa dài ra này, vừa đẹp và vừa trong trẻo nhá. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ sử dụng cho mình những chiếc móng như thế này nhá. Đây là những móng nó dùng để làm gel gum nha các bạn. Nó sẽ khác với những móng khác nhá. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đo móng này. Đây các bạn sẽ đo và hai bên nó rất là khớp nhau là ok nhá. Đó, nó giống như cách úp móng đấy các bạn ạ. Rồi đây là gel gum nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ lấy một lượng bằng hạt đậu nhá, để chúng ta có thể là tán nó bên trên móng nhá. Đây chúng ta bóp ra này, chúng ta lấy gel gum này. Gel gum nó có rất là nhiều màu nên các bạn có thể lựa chọn tông màu cho mình nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng cây, đây là cây cọ nhá. Cây cọ này là cây cọ đắp gel nha các bạn. Này chúng ta sẽ tán xuống này. Đấy, chúng ta sẽ tán xuống để chúng ta tạo thành cái form móng bên trong nhá. Để chút nữa mà chúng ta đặt trên móng ấy thì cái móng của mình nó sẽ không bị tràn ra ngoài nhá. Đây, chúng ta sẽ lấy lượng vừa đủ và chúng ta cũng sẽ quét cái lượng này nó vừa phải nha các bạn. Không được dày quá mà cũng không nên mỏng quá nhá. Các bạn cảm thấy ướm như thế nào ok thì các bạn sử dụng nhá. Nếu như dày quá thì lúc mình chúng ta đặt lên nó sẽ bị tràn ra hai bên ngoài. Thì cũng chúng ta sẽ lấy vừa là đủ nha. Rồi chúng ta đặt vào móng này và ấn xuống một xíu nha. Đó, ấn xuống này. Khi chúng ta ấn xuống thì bên trong nó hơi bị tràn ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái cây cọ nhá. Chúng ta sẽ quét. Đây chúng ta sẽ quét đều ra này. Khi chúng ta muốn làm dài tới đâu thì chúng ta sẽ dùng gel lên đấy nhá. Rồi chúng ta sẽ dùng cái kẹp. Đây là cái kẹp để tạo cố định nha các bạn. Đây, khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ kẹp lại này và cho vào máy hơ nhá. Đây, khi hơ xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ tháo cái móng này ra này. Chúng ta sẽ lắc lắc lư một xíu thôi là nó bung ra rồi. Nó rất là đơn giản thôi. Vì là cái gel gum này nó sẽ bám trên tay của mình và nó sẽ không bám trên cái móng giã các bạn ạ. Nên lúc các bạn lắc vài đường là cái móng của mình nó sẽ ra khỏi cái gel gum của mình rồi. Nên các bạn không phải lo là nó dính ở trong đấy đâu nha các bạn. Rồi thế này là chúng ta sẽ tạo form, đấy là chúng ta sơn màu lên thôi. Nếu như các bạn cũng không muốn sơn màu ấy thì các bạn cũng có thể design những cái bộ khác cũng rất là xinh xắn nhá. Vì nó không có khớp giống như là chúng ta nối móng, mà nó lại không giống như là chúng ta úp móng. Úp móng thì là móng giả úp trên móng rồi không nào. Nhưng đây chúng ta chỉ có gel gum thôi nên nó rất là đẹp và rất là trong trẻo. Và màu này thì màu gel gum thì mình thấy nó cũng chỉ có những tông màu thạch thôi. Nên các bạn làm những tông khác thì các bạn nó cũng vẫn đẹp như bình thường nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ một chút design lên nhá. Mình sẽ làm một chút design lên móng để cho cái móng của mình nó được long lanh hơn nha. Đây mình cho thêm một chút nhũ lên này. Các bạn có thể cho nhũ trong gel lúc mà chúng ta úp móng lên vẫn được nha các bạn. Nhưng mình thì mình làm bên ngoài để cho các bạn nhìn thấy trước, cách làm trước nha. Còn nếu như những cái design khác thì các bạn có thể học sau nha các bạn. Rồi sau đó thì chúng ta tốt nữa là xong này. Đấy, thế này là chúng ta đã design một cái móng mà bằng gel gum rất là xinh xắn đúng không nào. Và các bước làm gel gum thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. Chỉ cần các bạn biết cách thao tác hoặc biết cách làm thì là các bạn có thể làm được một bộ gel gum rất là xinh luôn. Rồi, đấy, thế này là xong những cái thao tác, những cái bước làm rồi nhá. Nếu như các bạn thấy có thắc mắc gì thì comment cho mình nhá. Rồi, các bạn đăng ký kênh và chia sẻ để nhận những video mới nhất của mình nha.